Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại thành phố Vũng Tàu, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức tọa đàm về dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và dự thảo luật căn cước. Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đến dự và chỉ đạo tọa đàm. Cùng chủ trì tọa đàm có Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận biểu dương Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã phối hợp với Bộ Công an tổ chức tọa đàm về các dự án luật có ý nghĩa quan trọng, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội có báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật đạt đồng thuận cao khi đưa ra Quốc hội. Sau khi nghe Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh trình bày báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý một số nội dung lớn của dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và dự thảo luật căn cước, các đại biểu đã làm rõ về những nội dung của hai dự án luật này. Tại tọa đàm, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã phát biểu, tiếp thu, giải trình, làm rõ một số nội dung các đại biểu quan tâm. Đối với các ý kiến đóng góp, tham luận của các đại biểu, ban soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 sắp tới. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng nhấn mạnh, dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã có cơ sở vững chắc về chính trị, pháp lý, nhất là trên cơ sở điều 46 hiến pháp giải trình cụ thể về phạm vi điều chỉnh của tổ chức lực lượng. Theo đó, đây là một trong những lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở được hiến pháp quy định. Thưa quý vị, tại địa bàn huyện Mang Giang của tỉnh Gia Lai, đã có một khoảng thời gian, nhiều gia đình đồng bào nơi đây lâm vào cảnh điêu đứng, kiệt quệ, nhiều buôn làng bỗng trở nên tan hoang, không còn sức sống. Nguyên nhân là do một bộ phận người dân nghe theo phun rô và theo tà đạo Hà Mòn, lẩn trốn và đi để đòi thành lập cái gọi là nhà nước riêng của dân tộc. Tuy nhiên thì tất cả chỉ là những trò lừa đảo, kích động của các đối tượng phun rô và có thể thấy vấn đề dân tộc tôn giáo luôn là một chiêu bài được bọn phun rô phản động lưu vong mang ra nhằm lợi dụng kích động người dân. Và để người dân nâng cao nhận thức không bị mắc lừa bởi chiêu bài này, lực lượng công an tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó lấy người dân làm trung tâm, áp dụng nhiều giải pháp phù hợp với đặc thù của từng địa bàn, với mong muốn cao nhất là để người dân yên tâm sinh sống lao động sản xuất, không nghe, không tin và không theo phun rô và tà đạo Hà Mòn để không xảy ra những bi kịch như trước đây, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Thì nghe người ta tuyên truyền theo đạo Hà Mòn á, cố gắng trốn vào rừng, sau này mình thành công thành đất nước riêng. Cứ cưng bây giờ đâu có thấy vậy đâu. Mà trong rừng không có việc gì làm, suốt ngày lẩn trốn, lúc có cái ăn, nhưng nhiều lúc đói, mà thương vợ, thương con, ở nhà vất vả, không có ai giúp. Cuối cùng, với sự kiên trì vận động, khuyên nhủ của gia làng, trưởng thôn, gia đình và lực lượng công an, Phơi đã trở về đoàn tụ với gia đình. Nhà nguyện này là một công trình được lực lượng công an tỉnh Gia Lai vận động hỗ trợ kinh phí để xây dựng tại làng Cơ Dung. Và Phơi cùng tất cả các hộ dân trong làng đều đóng góp rất nhiều công sức lao động của mình để có được cơ ngơi nhà nguyện khang trang như hiện nay. Với họ, nhà nguyện này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đó là nơi họ trở về sinh hoạt tôn giáo cộng đồng, là điểm kết thúc cho chặng đường lầm lỡ, là nơi khởi đầu một hành trình mới của đức tin. Còn bao anh em, nếu ai mà có đức tin rồi, đã rửa tội rồi, xương thêm sức rồi, không được nghe người sau, quay lại bên sau, quay lại bên kia là không được rồi. Như Kinh Thánh, lời Chúa Giêsu đang nói, phải nghe cái đấy. Nếu ai không nghe thì đi lang thang, không được. Phải tập trung một chỗ này. Đúng rồi. Có đức tin, không ai mà đánh đập nhau, la ghét nhau, chẻ đe nhau. Không chỉ hỗ trợ người dân làng Cơ Dung xây nhà nguyện, để người dân thuận lợi hơn trong sinh hoạt tôn giáo,
lực lượng công an tỉnh Gia Lai cùng các cấp chính quyền luôn đồng hành, giúp đỡ những đối tượng từng lầm lỡ nói riêng và cộng đồng người dân nơi đây nói chung để họ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Từ những hệ thống nước sạch để dân làng có thể sử dụng, không phải đi xa để lấy nước, hay những chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề và hỗ trợ vốn vay cho đồng bào. Nhà của Cơ Sơn là một trong những ngôi nhà nằm cuối của làng Cret Crot, xã Hara. Khu vực này gần như chưa có điện. Dưới sự giúp đỡ của công an tỉnh Gia Lai, một đường điện đã được kéo tới nhà Cơ Sơn, để Cơ Sơn và một số hộ dân quanh đây có thể sử dụng điện thắp sáng, cùng với đó là nhiều tiện ích khác. Đây là một sự hỗ trợ đối với Cơ Sơn, người đã từng lầm lỡ theo đạo Hà Mòn, để anh có thể tiếp cận thông tin, nâng cao nhận thức, bớt tự ti, nhanh chóng hòa nhập lao động sản xuất. Biểu mình lo lắng trong gia đình, cố gắng làm ăn vậy. Đúng rồi. Bây giờ thì nói là biểu mình lo làm ăn vậy. Mình còn nghe theo tà đạo Hà Mòn không? Nghe theo đạo Hà Mòn. Bỏ lâu rồi. Không muốn theo nữa. Không muốn theo cái gì? Theo đạo Hà Mòn nữa. Đạo gì mình không theo. Thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe những vướng mắc, những khó khăn, những nhu cầu, những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống của bà con, của đối tượng lầm lỡ, từ đó có những cái biện pháp giúp đỡ phù hợp, từng bước thu hẹp cái khoảng cách, cảm hóa, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Mong muốn cho bà con là càng ngày càng xóa bỏ cái khoảng cách, cái nhận thức và nâng cao được cái hiểu biết để không bị mắc lừa kẻ xấu, không tin, không nghe, không theo hoạt động của phản động phun rô. Từng là địa bàn có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là vấn đề an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo. Thế nhưng, quán triệt nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, tập trung thực hiện nhiệm vụ giải pháp tăng cường xây dựng thế trận an ninh nhân dân. Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai một cách quyết liệt, hiệu quả các kế hoạch đảm bảo phù hợp với đặc thù địa bàn, như tại huyện Phố Thiện là mô hình trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng. Còn tại huyện Mang Giang, đó là tinh thần gần dân, bám dân, kiên trì vận động, tuyên truyền, tác động vào nhận thức của nhân dân. Đến nay, lực lượng công an đã làm tốt công tác giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội tại đây. Đảng ủy lãnh đạo công an huyện luôn xác định việc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết 12 là một trong các nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của đảng ủy. Qua hơn một năm thực hiện nghị quyết, trong đó đã có sự chuyển biến tích cực, những nét mới đáng ghi nhận. Điều đó thể hiện rõ nét nhất là niềm tin, sự ủng hộ, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân được nâng cao hơn. Phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc có những chuyển biến mới, thay đổi cả về chất và lượng. Thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân tiếp tục được xây dựng vững chắc. Xác định được rằng là cái yếu tố cốt lõi là vấn đề xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mà trước tiên là đoàn kết giữa lực lượng công an và quần chúng nhân dân. Vì vậy thì lực lượng công an tỉnh Gia Lai đã có những cái chương trình, những kế hoạch cụ thể để giúp người dân. Công tác đảm bảo an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo vẫn luôn là một nhiệm vụ nhiều khó khăn, đòi hỏi sự kiên trì, cùng với đó là tinh thần dấn thân, gần gũi đồng bào, thấu hiểu tâm tư và chia sẻ, đồng hành cùng họ. Bên cạnh đó là những chính sách, biện pháp phù hợp. Và với những mô hình
cách làm đang được Công an Gia Lai triển khai đã và đang cho thấy những hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ này, cũng là góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ giải pháp về xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Thưa quý vị, sau 28 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm triển khai quan hệ đối tác toàn diện, quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã có những bước phát triển dài sâu rộng, thực chất, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực quan trọng và ở cả 3 cấp độ song phương, khu vực và quốc tế, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới. Với Việt Nam, Hoa Kỳ và đối tác có tầm quan trọng chiến lược. Về phía Hoa Kỳ đã nhiều lần khẳng định ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, mong muốn đưa quan hệ giữa hai nước lên một tầm mức mới. Tháng 7 năm 1995, Tổng thống Bill Clinton và Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã chính thức tuyên bố Hoa Kỳ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ. Mười tám năm sau, cũng vào tháng 7 năm 2013, Việt Nam Hoa Kỳ chính thức thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, mở ra một dấu mốc mới trong quan hệ giữa hai nước và cũng là tiền đề cho sự hợp tác sâu rộng, hiệu quả hơn nữa trên nhiều lĩnh vực. Đà phát triển của mối quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ đã được tăng cường nhờ các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên. Đó là chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ năm 2015, chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama đến Việt Nam năm 2016, các chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump đến Hà Nội năm 2017 và 2019, chuyến thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris tới Hà Nội năm 2021. Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Hoa Kỳ tháng 5 năm 2022 và gần đây nhất là chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tháng 4 năm 2023. Qua mỗi chuyến thăm, tiếp xúc, trao đổi đã thực sự làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, thúc đẩy đà phát triển quan hệ trên cơ sở đôi bên cùng có lợi, bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền, thể chế chính trị của mỗi nước. Cùng với quan hệ chính trị tốt đẹp, hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ được coi là lĩnh vực hợp tác thành công nhất, đã và đang trở thành trọng tâm, nền tảng, động lực phát triển cho quan hệ chung giữa hai nước. Và trong gần 30 năm kể từ khi bình thường hóa quan hệ, thì thương mại hai nước có sự phát triển vượt bậc, hết sức là ấn tượng. Năm 1995, thương mại hai chiều mới đạt 450 triệu đô la, thì đến năm 2022 đã đạt 123 tỷ đô la. Và Việt Nam đã vươn lên rất nhanh chóng và trở thành cái đối tác thương mại thứ 7 của Mỹ và là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ trong ASEAN. Và cũng từ năm 2002 thì Mỹ đã trở thành cái thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Và đến năm 2022 thì xuất khẩu Việt Nam sang Mỹ đã cán mốc 100 tỷ đô la. Về đầu tư ấy, thì Mỹ luôn luôn nằm trong cái top các nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam. Và tính đến năm 2022 thì đã có hơn 11 tỷ đô la đầu tư trực tiếp từ Mỹ vào Việt Nam. Đó là chúng ta chưa kể những cái đầu tư thông qua các cái chi nhánh của công ty Mỹ ở các nước thứ ba. Không chỉ kinh tế, thương mại và đầu tư, nhiều năm qua, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ cũng chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực hợp tác khác, như vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục được ưu tiên, tăng cường hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng. Về giáo dục đào tạo, hiện có khoảng 30.000 du học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Hoa Kỳ, nhiều thứ 6 trên thế giới. Trong đại dịch COVID-19, Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho Việt Nam gần 40 triệu liều vaccine. Hai bên cũng phối hợp ngày càng hiệu quả tại các diễn đàn đa phương như ASEAN, Liên Hợp Quốc, APEC trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm như phát triển bền vững và biến đổi khí hậu. 10 năm sau khi Việt Nam-Hoa Kỳ thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, hai nước đã xây dựng được một mối quan hệ năng động, đạt được nhiều thành tựu và ngày càng phát triển. Hai quốc gia đang làm việc cùng nhau trên nhiều lĩnh vực, vì lợi ích chung là đem lại lợi ích cho người dân hai nước và các nước trong khu vực cũng như trên thế giới. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam lần này của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden được kỳ vọng sẽ hướng tới nâng tầm quan hệ hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giao lưu nhân dân. Đây cũng sẽ là bước hiện thực hóa khẳng định của Tổng thống Joe Biden trong cuộc điện đàm hồi đầu năm nay với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam độc lập, tự cường và thịnh vượng. Thì chuyến thăm cho thấy là hai bên đều rất là coi trọng nhau trong cái chính sách đối ngoại chung của mình. Nói chung đấy, và trong cái chính sách đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương nói riêng.
Đối với Mỹ thì chuyến thăm thể hiện Mỹ coi trọng cái thể chế chính trị của Việt Nam, coi trọng vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Việt Nam. Và đây cũng là một cái cột mốc rất quan trọng trên cái hành trình nỗ lực chung của hai nước để hiện thực hóa cái mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu trong cái bức thư tháng 2 năm 1946 gửi Tổng thống Mỹ Truman, đó là Việt Nam có quan hệ hợp tác đầy đủ với Mỹ. Trải qua 28 năm bình thường hóa quan hệ và 10 năm triển khai quan hệ đối tác toàn diện, những thành quả mà Việt Nam và Hoa Kỳ đạt được chỉ ra rằng tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị, hợp tác bình đẳng cùng có lợi, tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế là lựa chọn đúng đắn của Việt Nam và Hoa Kỳ. Đây là xu hướng tất yếu và hoàn toàn phù hợp với lợi ích chung của nhân dân hai nước, thể hiện nỗ lực, quyết tâm và tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo hai nước. Thưa quý vị, việc khởi tố điều tra đề nghị truy tố 38 bị can trong vụ án Việt Á về 6 tội danh đã được Bộ Công an tiến hành khoa học, thận trọng, khách quan, toàn diện, triệt để, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, quán triệt và thực hiện các chủ trương của Đảng là nhân văn, nhân ái nhưng cũng rất nghiêm khắc mà Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã chỉ đạo. Đây là khẳng định của Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an khi thông tin đến báo chí tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2023 diễn ra vào chiều nay tại Hà Nội. Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, người phát ngôn của Chính phủ Trần Văn Sơn đã chủ trì buổi họp báo. Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí về kết luận điều tra vụ Việt Á, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, sau khi khởi tố vụ án, Phan Quốc Việt và các bị can có liên quan khai công ty này có doanh thu lợi nhuận khoảng 4.000 tỷ đồng. 20-25% số tiền này tương đương khoảng 800 tỷ đồng để chi phần trăm ngoài hợp đồng cho các đơn vị, đối tác mua kit xét nghiệm, vật tư y tế. Đây là lời khai ban đầu của Việt Á. Nhưng sau khi có kết luận điều tra ban hành ngày 17 tháng 8 năm 2023 thì có những con số chênh lệch. Ta không thể dùng cái lời khai ban đầu của các cái đối tượng để làm căn cứ đưa vào cái kết luận điều tra. Bởi vì như tôi đã từng nói là phải trọng chứng hơn trọng lời khai. Thứ hai là chỉ khi nào có đủ căn cứ chứng minh là việc đưa tiền cho ai, đưa bao nhiêu tiền thì mới có thể khởi tố điều tra kết luận và đề nghị truy tố. Cái thứ ba nữa là chứng cứ rõ đến đâu thì kết luận đến đó. Cái thứ tư là ngoài cái việc Bộ Công an tức là C03 tiến hành thì Bộ Công an cũng đã phân công tức là ủy thác điều tra cho Công an 61 tỉnh, thành phố điều tra về các cái liên quan đến vụ Việt Á này. Và đến hiện nay thì một số tỉnh vẫn đang tiếp tục trong cái quá trình điều tra để làm rõ con số về cái tiền thu lợi bất chính và cái tiền bôi trơn trong vụ án này. Trung tướng Tô Ân Sô đã có giải thích về việc vì sao mà cùng một hành vi nhận tiền, các bị can lại bị khởi tố tội danh khác nhau. Thứ nhất là cái phương thức này, cách thức và hoàn cảnh nhận tiền của các bị can trong cái vụ Việt Á này nó cũng rất là khác nhau. Có bị can thì đặt yêu cầu, nêu thỏa thuận, đặt điều kiện với đối tượng đưa tiền. Và họ nhận tiền xong thì họ mới xử lý cái việc hai bên đặt yêu cầu vấn đề này. Và có những cái đối tượng, có những cái bị can thì khi họ không đưa ra yêu cầu, không đưa ra điều kiện hay đưa ra cái thỏa thuận nào trong cái việc xử lý công việc đó cả. Và họ nhận tiền, nhận quà sau khi cái công việc đã hoàn thành. Như vậy là cái hành vi động cơ khác nhau trong việc nhận tiền thì sẽ bị xử lý khác nhau. Thông tin thêm về vụ án này, người phát ngôn Bộ Công an khẳng định việc khởi tố điều tra, đề nghị truy tố 38 bị can về 6 tội danh đã có sự phân hóa rõ đối với từng bị can, từng hành vi một cách thấu đáo, phân tích, đánh giá toàn diện, xác định rõ tình tiết nào là tăng nặng, tình tiết nào là giảm nhẹ, trách nhiệm, tình tiết nào là khoan hồng, trên nguyên tắc không để oan sai, bỏ lọt tội phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tại buổi họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã thông báo một số nội dung tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2023 diễn ra cùng ngày dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Trong ngày 30 và 31 tháng 8 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Vũ Thị Thúy sinh năm 1983, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội,
là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra bước đầu xác định Vũ Thị Thúy từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án, cam kết trả lãi suất từ 34 đến 46% để người dân tin tưởng nộp tiền vào công ty dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, rồi lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước. Với thủ đoạn này, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 10.000 cá nhân với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 8 tháng 9 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hà Nội khẩn trương đang điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Vũ Thị Thúy và đồng phạm.